Nhân vật trong chương trình hôm nay là nông hộ Nguyễn Văn Trường tại khu phố Phú Sơn, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Anh Trường đăng ký tham gia khởi nghiệp với mô hình chăn nuôi tổng hợp gà, ngan, trâu bò. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số thông tin đăng ký của nông hộ này. Dù đã ở ngưỡng tuổi ngũ tuần, thế nhưng vợ chồng anh Nguyễn Văn Trường ở khu Phú Sơn, thị trấn Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vẫn hăng say với công việc chăn nuôi tại một trang trại rộng 5.000m2 nằm giữa cánh đồng. Trước khi bắt tay với nghề chăn nuôi, anh Trường từng là một công nhân giàn khoan tại Vũng Tàu. Dù có được mức lương khá cao ở thời điểm những năm 2008 tới năm 2013, thế nhưng do tính chất công việc nguy hiểm cùng với nỗi nhớ quê hương, gia đình, anh Trường đã quyết tâm từ bỏ công việc này để trở về quê hương lập nghiệp. Trước đây tôi đã xuất phát là một người công nhân xa quê, thì tôi thấy nó cũng thiếu thốn tình cảm và nó cũng rất gì là khó mệt. Đấy. Thì tôi cũng nghĩ là tôi sẽ quay về, nhà mình có địa hình địa thế, tại sao mình không về để chăn nuôi, để mà làm kinh doanh tại ở nhà mà phải xa vợ, xa con, xa quê hương để đi làm. Thế thì tôi cũng trăn trở suốt. Thì sau đó tôi quyết định là tôi về quê để lập nghiệp, để làm trang trại, chăn nuôi, đấy, tổng hợp. Nghĩ là làm. Sẵn nhà có 5.000m2 đất, năm 2013, anh quyết định trở về quê nhà để gây dựng một trang trại, vườn, ao, chuồng, ruộng nhằm cung cấp thực phẩm sạch cho thị trường. Năm 2013 thì tôi về thì tôi chăn nuôi thì vào con gà giống Di Hòa Bình. Thì tôi đã đối tác và gặp gỡ với những người kỹ sư về gà. Thì tôi đã bắt tay và cùng làm cho đến bây giờ. Đấy, thì cũng được 6-7 năm rồi. Cũng bởi những năm bắt tay vào nghề chăn nuôi, nguồn vốn còn hạn hẹp, đồng thời kiến thức về chăn nuôi gia súc gia cầm chưa có nhiều, chưa trang bị được kiến thức về thị trường, nên đã vài lần anh Trường gặp phải thất bại, thiệt hại lên tới hàng trăm triệu đồng. Thất bại đáng nhớ nhất với anh có lẽ là lần mạo hiểm nuôi đối tượng vật nuôi độc lạ, chim bồ câu Thái. Tiền bồ câu thì mình thất thoát tầm 200 triệu. Đấy là lý do là như này, mình mua con bồ câu bố mẹ thì nó vào 500.000 một cặp. Mà khi mình chưa được một năm thì mình bán đi thì nó chỉ vào có 85.000 một cặp. Đấy. Chạy theo xu thế mà không tính toán trước vấn đề đầu ra, cũng không nắm bắt được các điều kiện phù hợp để nuôi một đối tượng vật nuôi mới. Do đó anh Trường đã thiệt hại tới hơn 200 triệu đồng. Đó là một thất bại rất lớn, tưởng chừng khó có thể vớt vát lại đối với một nông dân ở huyện Thạch Thành khi đó. Cũng bởi thiếu kỹ thuật nên ngay cả với đàn ngan, vật nuôi quen thuộc của gia đình những năm qua cũng đã gây thất thu cho gia đình của anh. Đàn ngan của tôi vừa rồi đây này là nó lông nó rất đẹp, nhưng sau đó là nó bị đi ỉa một tí chút thôi. Thế là mình cũng lấy thuốc thì thuốc của nó không đúng. Thế thì cho uống thì kháng sinh nó không đúng liều nên là nó rụng lông. Nó thất bại cái chỗ đấy mà nó kéo dài thời gian của mình đi. Nhìn lại những bài học mình vấp phải đều là do thiếu kiến thức chăn nuôi một cách bài bản. Anh Nguyễn Văn Trường đã nghĩ tới chương trình khởi nghiệp của kênh VTC16, nơi mà anh có thể giải quyết được những khó khăn, lo lắng về quy trình chăm sóc dịch bệnh chuồng trại. Tôi cũng theo dõi chương trình VT16, thì tôi thấy là thầy và tất cả đồng nghiệp là rất chi là quan tâm đến những người chăn nuôi sát sao, và những cái kỹ thuật tốt nhất là đều dạy cho các hộ nông dân chăn nuôi trang trại. Thì tôi thấy như thế là nó rất tiện lợi. Đấy, nên là tôi cũng làm đơn để xin khởi nghiệp.
là đơn đăng ký tham gia chương trình khởi nghiệp VTC16 của gia đình anh đã được gửi tới ban tổ chức chương trình. Anh Trường mong muốn sẽ được các chuyên gia tư vấn kỹ thuật giúp cho anh giải quyết những khó khăn trong hành trình chăn nuôi để có thể đưa ra thị trường những thực phẩm an toàn. Tôi cũng mong muốn là nếu như trước đây tôi làm những cái mô hình nó chưa được chuẩn thì để chuyên gia về tư vấn để giúp gia đình để nâng cấp và những cái nào cần để lại và cái nào không cần để lại. Tuy có đam mê nhiệt huyết với chăn nuôi nhưng anh Nguyễn Văn Trường vẫn cần vượt qua thử thách với các tiêu chí của chương trình khởi nghiệp đề ra. Mọi thứ đang chỉ mới bắt đầu và hành trình đến với khởi nghiệp của anh Trường vẫn đang còn là một ẩn số. Chào mừng quý vị và bà con cùng trở lại chương trình khởi nghiệp. Thưa quý vị và bà con, trên tay tôi là một bộ hồ sơ đến từ một nông hộ ở khu Phú Sơn, Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa. Nông hộ đang muốn tham gia nội dung khởi nghiệp với cái mô hình chăn nuôi các cái đối tượng gia cầm và một số đối tượng gia súc khác. Đấy thì ngày hôm nay tôi sẽ cùng với chuyên gia Vũ Ngọc Sơn đến để khảo sát địa hình cũng như là các cái điều kiện chăn nuôi của gia đình. Để có được sự tư vấn của chuyên gia, anh Trường sẽ phải trải qua 5 tiêu chí khảo sát của chương trình. Thứ nhất là về vị trí địa lý, thứ hai là điều kiện chăn nuôi và cơ sở vật chất, bao gồm chuồng trại nuôi, chuồng ốm, nhà kho, nhà quản lý và dụng cụ nuôi, bãi chăn thả. Thứ ba là tiêu chí về thị trường và con giống, thứ tư là vốn và thứ năm là nhân lực. Ngay sau đây, chuyên gia Sơn sẽ lần lượt khảo sát từng tiêu chí này tại mô hình của anh. Đây là hình ảnh khu vực chăn nuôi của gia đình anh Nguyễn Văn Trường. Toàn bộ khu vực chuồng trại nằm ở khu vực cánh đồng hoàn toàn tách biệt với khu dân cư. Tổng diện tích đất là 5.000 m², gồm đất ở và đất trang trại thuộc sở hữu của gia đình anh. Phần diện tích làm trang trại thuộc quy hoạch vùng chăn nuôi của địa phương. Cũng đạt được tiêu chuẩn và cách xa dân cư thì người ta lại với cấp sổ trang trại cho mình. 4 khu chăn nuôi riêng biệt được phân chia theo từng đối tượng vật nuôi, bao gồm khu chăn nuôi gà với 2 dãy chuồng nuôi, khu nuôi thủy cầm, khu nuôi trâu bò và khu nuôi giun quế. Tham quan toàn bộ trang trại, chuyên gia đánh giá cách quy hoạch phân khu như vậy khá bài bản và khoa học. Cái vị trí chăn nuôi của gia đình nhà anh Trường ở đây là rất tốt. Thứ nhất là nó thuận tiện cho cái việc vận chuyển hàng hóa, kể cả bán cũng như là cái vật liệu đưa vào để chăn nuôi. Thứ hai nữa tức là nó là độc lập, nó không gần các cái nhà xung quanh. Cho nên cái công tác mà mình quản lý dịch bệnh nó cũng rất là tốt. Thứ ba nữa tức là đây là đất của gia đình nhà mình. Tổng diện tích nó có khoảng 5.000 m², bây giờ mình quy hoạch ra thành 2 khu là khu sinh hoạt và khu chăn nuôi là nó đã gọn gàng ngăn nắp rồi. Cho nên về mặt vị trí là anh thấy là rất là tốt, là rất là ổn. Đối với nguyện vọng chăn nuôi gà thịt bán chăn thả, chuyên gia Sơn sẽ khảo sát cụ thể cơ sở vật chất có sẵn và tư vấn việc thiết kế chuồng trại cho gia đình của anh Trường. Theo chuyên gia, trước tiên, anh Trường cần quy hoạch lại vị trí bãi chăn thả mà anh Trường đang nuôi. 2 cái chuồng gà này thì sau này mình sẽ thiết kế thành 2 cái chuồng nuôi riêng rẽ. Cái chuồng số 1 này thì nó sẽ thả ra cái phía sân đằng trước này. Còn cái chuồng số 2 là mình sẽ thả ra sân đằng sau. Đấy, ra sân đằng sau. Cho nên cái không gian trống giữa hai cái chuồng này là sau này sẽ không thả gà. Chuồng đằng sau thì nó hơi bị nắng một tí. Thì mình sẽ lợi dụng là mình thả ra phía đằng này. Thả cái con gà nó ra phía sân này để nó lợi dụng cái bóng nắng của mấy cái cây xà cừ đây này. Đấy, còn lại là buổi chiều thì nó sẽ ra cái đằng kia. Đấy, em hiểu chưa? Đấy, thì mình sẽ quy hoạch như thế thì nó mới khoa học được. Theo chuyên gia Sơn, với phần sân chơi nhìn chung đã đạt yêu cầu, tuy nhiên việc nuôi chung gà cùng với bồ câu là một sai sót rất lớn của nông hộ. Bởi nguyên tắc chăn nuôi gà an toàn sinh học, hạn chế tối đa yếu tố lây lan dịch bệnh chính là không nuôi xen ghép các lứa tuổi gà tại cùng một vị trí và không nuôi chung với các loài gia cầm khác. Khi nuôi thả tự do, bồ câu sẽ là đối tượng có nguy cơ truyền bệnh cho đàn gà. Của nhà em là cái sân thả gà là rất tốt. Vì nó lợi dụng cái bóng mát của các cái cây lát đây này. Đấy, mà cái sân này nó cũng khá là phẳng. Và cái sân này nó lại tốt ở cái chỗ là nó không đọng nước. Cho nên nếu mà đọng nước thì mình sẽ cho nó chảy xuống phía dưới kia. Đấy, chảy xuống dưới kia.
Thì toàn bộ cái không gian phía sân đằng trước là mình sẽ phục vụ ở cái chuồng gà này. Đấy. Thì tuy nhiên là khi mà mình đã xác định khi mình thả gà ra thì những cái mà dụng cụ mà nó không liên quan mà nó gây đến cái ô nhiễm thì chuồng như là cái máng cái bếp cái là mình phải cho hủy luôn chứ không để đây làm gì cả. Vì cái chỗ đấy nó là cái chỗ đọng bệnh. Ở đây tôi nhìn thấy là anh nuôi cả cái chim bồ câu nữa. Thì tốt nhất là bồ câu nên dẹp. Vì con bồ câu là mình không nuôi nhốt và đây là mình nuôi thả. Và khi mình nuôi thả thì nó sẽ mang bệnh từ chỗ khác về, nó làm cho cái đàn gà này nó bị bệnh. Dãy chuồng gà số 1 được anh Trường thiết kế với diện tích 140m², chiều dài 20m, chiều ngang 7m. Nếu có thể nới rộng chiều dài chuồng thêm 5m thì diện tích chuồng đạt được gần 180m². Khi đó anh Trường có thể nuôi được 2.000 con gà. Ngay sau đây, chuyên gia Sơn sẽ hướng dẫn anh Trường cách nới rộng dãy chuồng và sửa sang phần mái hiên chuồng. Cái mái mình phải nâng cao lên một chút. Mái cao lên được một chút, chứ còn nếu mà mái nâng cao lên mà cột này để nguyên thì mình hàn vào thì nó sẽ yếu. Thứ hai nữa là này, là cái mái này là nó phải làm ra đến tận đây này này. Nếu mình làm mái ngắn thế này thì mưa to nó sẽ hắt ở bên trong này. Trên cái mái này là phải làm dài ra đến tận đây. Cái bạt là người ta sẽ không treo kiểu này, vì treo kiểu này vì nó để cái cây này chả tác dụng gì. Cái bạt là người ta sẽ hàn. Sau này cái toàn bộ cái kèo của em là sắt nó sẽ thò ra, là mình sẽ đấu kèo vào đấy và mình sẽ căng một cái dây thẳng vào kia. Và cái bạt này nó gần như là mình làm cái kiểu bạt judo, cần thì mình kéo ập nó vào bên trong này, không cần thì mình lại khi mà cần thì mình kéo nó vào, mà khi không cần thì mình mở nó ra này, chứ không phải là mình cuộn như thế này. Mà nếu cuộn này thì em phải dùng hiện đây là mình dùng cái cuộn như giống như cuộn mảnh ấy, mình móc lên đây chứ mình bỏ cái cây này đi đấy. Hiểu chưa? Đấy, cho nên cái bạt này mà thì mình sẽ chia ra thành các khoang. Ví dụ như là đến đây, đến đằng kia sẽ là một khoang. Từ đây đến kia là một khoang. Cái chuồng này nó chia ra làm 3 khoang hoặc là 4 khoang rồi đấy. Thì là mình sẽ buộc cái cây tre vào đây này. Xong rồi khi mình buộc gọn là mình cuộn lên như thế này này. Thế nó gọn lên kia thì mình gập nó vào chứ bỏ cái này đi. Đấy. Hiểu chưa? Cái bạt này nó chỉ phục vụ cho cái lúc gà bé thôi, với cái lúc trời lạnh thôi, chứ còn gà to này thì cần gì? Đấy, bây giờ mình làm này thì tự nhiên là trông cái chuồng nó sọc sạch và nó bẩn. Đối với chuồng gà số 1 hiện tại đang rất thấp, phần nền chuồng cao bằng sân bên ngoài, nên phía bên trong chuồng khá ẩm ướt và không thông thoáng. Do đó chuyên gia khuyên anh Trường cần nâng cao nền và mái chuồng, đảm bảo đạt độ cao từ nền chuồng lên đến mái là 2,2 đến 2,5 mét. Hiện nay là cái nền này so với sân là bằng nhau, trên là đấy, cho nên cái nền ấy sau này là em phải đổ lên đây này, cho đất vào để làm sao coi như là láng xi măng nó cao đến cái viên gạch này. Thì cho nên là cái bức tường này thay vì cái chuyện nó cao 1 này 2 này 3 thì sau này nó chỉ còn có độ 2 gang thôi đấy, thì mình phải đổ lên đây, hiểu chưa? Thế nhưng mà khi mình đổ cái này lên thì tự nhiên cái mái này nó thấp thì lại phải nâng mái lên. Cho nên là cố gắng sắp tới là em phải làm bằng được cái chuồng này để em nuôi cái lứa gà. Cho nên là mình cứ giữ cái chuồng này là em sẽ không nuôi được gà. Gà sẽ dễ bị bệnh ngay và rất khó làm. Đấy. Bên cạnh đó, chuyên gia nhận thấy các dụng cụ, máng ăn, máng uống mà anh Trường sử dụng chưa phù hợp với lứa tuổi gà lớn. Số lượng máng còn ít, chưa đủ đáp ứng cho nhu cầu ăn uống của gà. Các cái dụng cụ này là phải thay lại, bởi vì gà cái này, cái dụng cụ này là nó chỉ đáp ứng với lại cái gà bé thôi. Mà sau này là toàn bộ cái máng uống này anh sẽ thiết kế cho em hệ thống máng chuông dẫn nước vào đây tự nó uống, nó chảy ra chứ nó không liên quan đến cái máng này nữa. Đấy. Toàn bộ hệ thống máng chuông hết nhá. Thế máng ăn mình cũng thay đổi lại. Thế vào cái mái chuồng mái này là phải vệ sinh sạch sẽ. Như vậy sau một thời gian miệt mài, chuyên gia đã khảo sát được 2 tiêu chí quan trọng về vị trí địa lý và cơ sở vật chất của khu chăn nuôi gà thương phẩm. Mặc dù chưa thực sự hoàn hảo trong từng chi tiết nhỏ, nhưng chuyên gia đã đồng ý để anh Trường vượt qua 2 tiêu chí chung này. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi hành trình khởi nghiệp của nông hộ Nguyễn Văn Trường trong những chương trình tiếp theo.